Xin chào các bạn. Trong video trước, mình và các bạn đã cùng nhau đan một chiếc áo cardigan như thế này. Tuy nhiên thì mình chưa chia sẻ chi tiết được cách móc từng bông hoa. Thế nên trong video này, mình và các bạn sẽ cùng móc chi tiết một bông hoa để mọi người có thể dễ dàng hình dung hơn cách làm những bông hoa để chúng ta trang trí trên chiếc áo cardigan này nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Ở đây mình sử dụng loại len nhung 2mm như thế này, nên là cái sợi này sẽ hơi nhỏ, nên chúng ta sẽ chập đôi sợi. Chúng ta sẽ lấy sợi ở trong lõi này và bên ngoài, chập sợi vào với nhau. Đây, ví dụ như ở đây mình đã lấy một cái sợi ở bên trong và một sợi bên ngoài để chập đôi. Đó, để mình sẽ làm cho tiện hơn. Còn nếu như mà các bạn có loại sợi 4 hoặc là 5mm thì chúng ta không cần chập sợi, chập đôi sợi nữa, mà chúng ta sẽ chỉ sử dụng một sợi thôi. Ví dụ như cái loại này to hơn này, mình có cái sợi cũ này thì các bạn sẽ không cần. Mình sẽ làm bông hoa có 6 cánh nha. Thì các bạn sẽ làm một hình tròn như thế này. Sau đó là sẽ đưa cái phần này lên, đưa cái sợi dài lên này. Tiếp tục thì sẽ lên một bính như thế này, rồi làm lỏng tay ra, giờ đưa vào đây, đó, chúng ta được một, tiếp tục hai. Nếu như là làm 6 cánh thì chúng ta làm đến 12 thì dừng lại, còn làm 5 cánh thì chúng ta làm 10 thôi. Thì mình làm 6 cánh, mình sẽ làm 12, 1, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rồi. Khi mà được 12 thì mình sẽ trượt một chân mũi vào cái chân mũi đầu tiên này. Tiếp theo mình sẽ lên 6 bính. 1, 2, 3, các bạn cứ làm lỏng tay nhé. 4, 5, cuối cùng là 6. Rồi tiếp tục, mình sẽ vắt qua đây và đâm vào cái chân mũi bên cạnh là chân mũi thứ hai này này. Đó, và kéo lên, kéo thật dài ra, dài bằng cái độ dài của cái mũi của cái này luôn. Rồi sau đó chúng ta cũng để cái này dài ra, vắt qua hai đường đó, thế là chúng ta đã được hai lần rồi. Tiếp tục lại cho vào đây, rồi kéo lên, rồi tiếp tục chúng ta nhớ là kéo thật dài ra, rồi chúng ta lại cho qua hai cái phần đó, thế là được ba dây trên này rồi nha. 1, 2, 3, cứ làm như vậy đến khoảng 8 đến 10 lần. Nghe 1, 2, 3 rồi, làm cho đủ 8 hoặc 10 ở cái chân mũi này thì dừng lại. Bốn này, năm, ở đây mình sẽ làm là 10 nha. 9, 10. Ở đây chúng ta có thể đếm là có 10 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi chúng ta sẽ móc một cái mũi này và đưa qua bằng này sợi luôn. Rồi lên một bính này, 2, 3, 4, 5, và là 6 bính luôn. Sau đó chúng ta sẽ trượt vào chân mũi tiếp theo. Đó, rồi cái phần này chúng ta sẽ để phía sau. Chúng ta đã được một cánh, tiếp tục làm như vậy, lên để làm cánh thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Sau đó chúng ta lại đưa vào dây này và đâm vào cái chân mũi tiếp theo,
kéo thật dài ra, dài bằng nhau như thế. Sau đó mình vắt qua, thế là được 2 rồi. Cứ làm như thế cho khi đến khi được 10. 3 4 5 6 7 8 9 Đến đây mình đã được 10 rồi, thì mình lại tiếp tục như vậy, đưa qua tất cả luôn. Rồi lại lên 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Lên 6 mũi xích rồi, chúng ta trượt vào chân mũi tiếp theo. Đó. Các bạn tiếp tục tự làm 4 lần nữa để chúng ta được tổng cộng 6 cánh hoa. Hiện tại mình đang ở đến cánh thứ 6 rồi, mình lên 6 mũi xích ở đây rồi, thì mình sẽ trượt vào một cái chân mũi còn lại ở đây. Sau đó mình trượt qua cái phần này luôn. Rồi sau đó mình lên một bính và kéo sợi ra, cắt sợi. Sẽ được thắt lại như thế này. Chúng ta sẽ được 6 phần cánh như thế này. Cái phần giữa là lỗ thì chúng ta cứ để nguyên, rồi chúng ta sẽ làm thêm phần nhụy nha. Ở đằng sau thì sẽ có cái sợi 2 như vừa nãy, và cái sợi này như ban đầu này. Sẽ buộc 2 cái sợi đó vào nhau thì nó sẽ chắc chắn hơn. Bây giờ chúng ta làm phần nhụy thì cũng tạo một cái vòng tròn như thế này. Sau đó kéo lên. Rồi tiếp theo các bạn sẽ lên một bính này. 2, 3, 4, 5 và 6. Chúng ta lại đưa vào đây. Kéo thật dài ra. Rồi không chúng ta nó một mũi móc như thế này, chúng ta đã được 2. Tiếp tục làm như thế. Khi nào được từ 8 đến 10 thì sẽ dừng lại. 3 Sau khi được 10 rồi thì mình sẽ tiếp tục đưa sợi qua như thế này và mình lên 1, 2, 3, 3, 4, 5 và 6. Cái phần này kéo ra một chút. Rồi chúng ta sẽ trượt vào đây một mũi. Sau đó lên một bính và kéo ra, và chúng ta cũng cắt sợi như thế này. Còn phần tròn này thì chúng ta sẽ kéo thật chặt vào đây. Rồi chúng ta được một cái phần như này, giống như một cánh vừa nãy. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy kim nhỏ hơn, kim 2.5 á, sau đó chúng ta kéo một bên này sang đây, sang phía bên này nha. Rồi bên này đó, chúng ta được 2 bên rồi, thì bây giờ sẽ đặt kim vào một bên, chúng ta sẽ đâm vào cái đoạn viền bên cạnh đường tròn ấy, cái bên mà chúng ta đâm cánh hoa vào ấy đó. Sau đó kéo một bên này xuống và phía bên đối diện cũng thế, kéo căng cái này ra. Bên đối diện thì chúng ta cũng đưa kim vào và kéo sợi xuống. Rồi như thế này. Cũng tương tự như vừa nãy, chúng ta đã buộc 2 cái dây màu đó rồi, thì chúng ta cũng buộc 2 cái dây này vào. Thì như vậy thì các bạn sẽ không phải dán gì cả, mà chúng ta đã có phần nhụy này luôn, được buộc vào đây luôn.
tương đối là tiện. Rồi, như thế là chúng ta đã được bông hoa 6 cánh. Còn những cái dây còn dư này chúng ta có thể buộc vào những cái thứ để chúng ta trang trí lên. Trên đây chính là ví dụ mình gắn bông hoa lên chiếc áo cardigan bằng cách thắt hai sợi dây ở phía sau còn dư lên chiếc áo. Như thế là chúng ta có thể gắn được hoa lên áo mà không cần phải khâu gì cả. Hy vọng mọi người sẽ làm thành công những bông hoa này nha. Tạm biệt tất cả mọi người.